Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trên kênh Chuyện Định Soạn trong buổi tối hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Hoàng Kiên, câu chuyện Tay Không Chen Được Trời. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Muộn rồi, cô còn đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy? Tôi nhìn cô vợ trẻ ăn mặc thiếu vải đang ngồi trước bàn trang điểm mà hỏi. Cô nàng không quay mặt lại rồi đáp: đi ăn với mấy nhỏ bạn, anh cứ ngủ trước đi, không cần phải thức chờ cửa đâu. Tuân không nói thêm câu nào, anh quay người vào trong tường với đôi mắt chán nản. Anh thầm nghĩ đã hơn 3 năm, anh không còn hạnh phúc bên cô vợ trẻ. Anh ngày ngày đầu tấp mặt tối lăn lộn kiếm tiền, còn cô à chỉ biết tối ngày trưng diện, ăn chơi phè phỡn trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Tuân là người Hà Nội, căn nhà nhỏ ở phố Hàng Mã của gia đình anh được bán đi khi bố mẹ anh lần lượt qua đời. Anh mang theo tiền bán nhà tiến thẳng vào Sài Gòn lập nghiệp, nhưng may mắn không mỉm cười với anh khi phi vụ làm ăn đầu tiên thất bại, làm cho Tuân mất quá nửa số vốn ban đầu. Số vốn còn lại Tuân chuyển hướng dùng vào mở một quán cà phê và tạo các trang bóng mạng cho dân cá độ. Thời gian đầu số tiền anh thu được từ việc cho khách cá độ lên đến vài chục triệu một tối, rồi tới cả trăm triệu chỉ trong vài ngày. Ngỡ tưởng là may mắn tìm đến với Tuân, thế nhưng không phải. May mắn đến chưa lâu thì một đêm cảnh sát ập vào quán cà phê của Tuân giữa lúc khách cá độ đang tập trung lên tới hàng chục người. Bị bắt tại trận, Tuân bị bắt sau đó phải ngồi tù mất một thời gian dài mới được trở về trước hạn sau một lần đặc ân từ chính phủ. Trở về sau khi mãn hạn tù, Tuân được hai người giới thiệu là đàn em của Hải, một người quen cũ hiện đang làm trong một đường dây buôn bán hàng cấm có quy mô lớn. Hải là người vô cùng danh ma, đường dây của Hải tồn tại trong nhiều năm mà chưa bị triệt phá. Ngày trước khi Tuân mở quán cà phê, phần lớn số khách đến chỗ của anh cá độ cũng là do Hải giới thiệu. Ngày Tuân trở về, Hải sai hai tay đàn em là sẽ đến chờ sẵn trước cửa trại giam, chờ Tuân ra ngoài là đón đưa về gặp Hải. Chiếc ô tô màu đen sang trọng đưa Tuân đến một căn biệt thự nằm sang trọng trong quận 3, nơi chỉ dành cho những người có tiền như Hải sinh sống. Hai cánh cửa lớn được mở ra, chiếc ô tô chậm rãi tiến vào trong sân. Tuân cùng với đàn em ngồi bên cạnh đồng loạt mở cửa ra ngoài. Cả đàn em đứng bên ngoài nói với tên ngồi trong xe: mẹ đánh xe đi bảo dưỡng đi, một lát nữa quay lại đây, cho anh Hải với anh Tuân đi ăn. Anh Hải có dặn mày là mấy giờ thì trở lại không? Không nói là mấy giờ, chỉ dặn tao nói mày mang xe đi bảo dưỡng rửa sạch, đừng có hỏi nhiều, cứ mang đi đi, lúc nào xong thì về đây, đừng có kéo dài thời gian là được. Ok. Nói xong tay đàn em nhìn qua Tuân: anh Tuân à, mày anh theo em vào trong, đại ca đang đợi anh. Cảm ơn chú. Tay đàn em đi trước dẫn đường tiến vào trong căn biệt thự, đến trước một cửa phòng thì dừng lại. Tay đàn em gõ cửa rồi khẽ giọng: anh à, anh Tuân đến rồi. Ở bên trong phòng nói vọng xa: vào đi. Tay đàn em vâng dạ một tiếng rồi đẩy cửa. Tuân đi vào bên trong, tay đàn em đóng cửa rồi đứng bên ngoài châm một điếu thuốc. Bên trong phòng, Hải đang ngồi ở bàn làm việc lúc này dừng công việc, đứng dậy vui vẻ đi tới chỗ của Tuân. Ông bạn của tôi, tôi bận quá không có thường xuyên lên trại thăm ông, ông bạn đừng có trách thằng bạn này nhé. Trách gì chứ, những ngày ở trại giam người thân của tôi còn lại không tiếp tế quà cáp nhiều bằng ông, những cái đồ tiếp tế gửi vào cũng chẳng dùng được. Ồ sao vậy, chuyện là lấy của ông sao, thằng nào trong buồng mà gan vậy? Thằng Hùng chốt, không gây với nó không được. Ông già này, ông già nó ở bên ngoài lẫn trong trại thế lực lớn lắm, đụng phải nó thì có mà sống dở chết dở. Thôi thì nhịn cho nó đến ngày được ra ông bạn. À cũng phải, thằng đó nghe bảo là lĩnh án chung thân hả? Ừ, nhưng mà án của nó không có được ân xá, ở trong trại đến lúc về với tổ tiên thôi. Phải vậy, để thằng đó về với xã hội thì không biết nó sẽ còn hại chết bao nhiêu mạng người. Thế Tuân im lặng không nói, Hải liền đổi chủ đề: anh tới lần này về làm gì hả anh Tuân? Tuân bấy giờ liền đáp: tôi đang tính nhập vào chú đấy. Hải liền hiểu ý liền trả lời: về tiền bạc thì anh không cần lo, anh muốn làm gì cũng được,
Vốn thì để em giúp, anh đừng có ngại. Cho anh em chứ không phải người ngoài. Em giúp anh sau này anh kiếm được trả em được mà. Trở lại với hiện tại, Tuấn nghĩ lại lần cuối cùng gặp Hải trước khi gã bị bắt trong lần truy quét của cảnh sát và lĩnh án tử hình. Đã 3 năm sau tang lễ của Hải, cho đến hôm nay, Tuấn có thể tự mình kiếm tiền bằng công việc đàng hoàng. Những đồng tiền mà anh kiếm ra đều bằng chính đôi tay, chứ không phải trông chờ vào ai. Tuấn gặp Lan Anh, cô vợ trẻ nghiện thải, hơn 2 năm trước trong một buổi tiệc do khách hàng của anh mời tới dự. Lần đầu tiên nhìn thấy cô nàng, Tuấn không thể kìm lòng được mà yêu thầm Lan Anh. Giờ lấy nhau được hơn 2 năm, nhưng cả hai chưa có được với nhau một mụn con. Nhiều lần Lan Anh cũng đề cập đến chuyện con cái, nhưng Tuấn đều lấy lý do để trì hoãn. Bởi anh chưa thực sự muốn sống với cô cả đời. Bà anh biết nếu giờ mà có con với cô, thì sau này đứa nhỏ được sinh ra rất tội nghiệp vì bố mẹ bỏ nhau. Lan Anh trang điểm xong đứng dậy, cô nàng đi ra cửa dừng lại quay mặt lại hỏi Tuấn. Ngày mai anh rảnh không? Tuấn không quay mặt lại rồi hỏi. Có việc gì? Mà anh đưa em về nhà mẹ một chuyến nha. Em không muốn về bên đó một mình không có anh. Mẹ không thấy anh lại hỏi nhiều nhức đầu lắm. Tuấn nằm im như một xác chết, không nói thêm câu nào. Lan Anh mở cửa rồi rời đi. Cô nàng đi tới đầu ngõ có một chiếc ô tô màu đỏ mận dừng ở bên kia đường. Cô băng ngang qua con đường vắng, mở cửa ngồi vào bên trong. Tài lái xe đợi cô nàng ngồi vào trong, đưa tay đặt lên phần đùi nõn nà trắng trẻo của Lan Anh rồi cười. Sao này lâu vậy? Thằng chồng em nó lại níu giữ ở nhà phải không? Anh đừng có nói vớ vẩn, em đang phiền lòng đây. Đem đi đâu đó giải khuây. Cả lái xe tên là Dương, một trong số những đàn em cũ của Hải. Giờ đây Hải đã chết, cả đứng lên cầm đầu đám anh em còn lại. Nhưng thay vì làm ăn theo đường lối cũ của Hải, thì này Dương lại cho đám đàn em làm ăn theo một chiều hướng khác an toàn hơn. Thay vì buôn hàng cấm, Dương lại cho đàn em làm bảo kê tại các bến xe, quán karaoke hay các nhà nghỉ do Dương mở ra. Và dĩ nhiên Dương cũng chính là đường dây cung cấp những cô gái trẻ đẹp cho những đại gia tiêu tiền như nước. Lan Anh cũng đang là một trong những cô gái cháy khách trong đường dây gái gọi của Dương. Cô nàng thường được Dương yêu ái chọn cho những người khách nhiều tiền mà lại lịch sự. Dương lái xe đưa Lan Anh về căn biệt thự của gã. Căn biệt thự này vốn là của Hải. Sau ngày Hải chết, căn biệt thự được Dương thừa kế vì Hải không có người thân. Dương không chỉ là đàn em mà còn là em nuôi của Hải. Vì vậy mà gã được toàn quyền đứng trên giấy tờ thừa kế khối tài sản kếch xù của người anh nuôi qua đời. Để Lan Anh về tới căn biệt thự, cả hai mây mưa quấn nhau vài hiệp trên giường rồi lăn ra ngủ. Cho đến nửa đêm thì tiếng chuông điện thoại của Lan Anh đánh thức cả hai. Lan Anh giật nảy cả người khi cô nhận ra đang ngủ quên mất. Nhìn số điện thoại đang hiển thị trên màn hình, Lan Anh run rẩy đưa tay bấm. Cô nàng chưa kịp nhận cuộc gọi thì Dương lúc này đã tỉnh dậy. Cả đưa tay vớ lấy cái điện thoại của Lan Anh và nhận cuộc gọi thay cho cô nàng. Cả nói với Tuân ở đầu dây bên kia. Đêm nay vợ mày ngủ với tao, không về đâu. Mày đừng có gọi liền làm phiền nữa. Sáng mai tôi đây cô ấy về. Tuân thức tới đỏ mặt. Anh đặt điện thoại xuống bàn. Ở bên cạnh là những chai bia đã uống cạn. Nghiến răng kèn két, Tuân uất ức nói. Còn khốn nạn. Thật là không ngờ cái gan của mày lớn tới mức dám cắm sừng tao. Tao ăn ở với mày không có đến nỗi nào, mà mày dám đối xử với tao như vậy hả? Tôi ngồi đó uống bia trong nỗi uất ức. Anh uống hết chai này sang chai khác. Anh gục xuống bàn, hai mắt nặng trĩu như muốn dập xuống. Trước khi đôi mắt nhắm lại, mơ màng một người mới vừa xuất hiện đứng ở cửa nhà. Tuấn tuy rằng bản thân say mềm nhưng vẫn ngờ ngợ nhận ra đó là Hải. Mày về thăm tao phải không Hải? Sáng ngày hôm sau, Lan Anh được Dương đưa về chỗ hôm qua đón cô. Chưa kịp xuống xe thì cô nàng đã bị Dương nắm chặt cổ tay kéo lại. Hay là em về ở hẳn với anh đi, ở gì với cái thằng đó hả? Đừng có được voi đòi tiên. Tôi ngủ với anh cũng chỉ vì anh biết rồi mà. Tôi không thể ở hẳn với anh được, hiểu chưa? Lan Anh nói xong mở cửa đi ra ngoài. Cô nàng đi về nhà với tâm trạng lo sợ. Sợ rằng khi về tới nhà phải hứng chịu cơn phẫn nộ tích tụ từ đêm qua của Tuân. Thế nhưng cô nàng không ngờ tới được. Khi mở cửa vào nhà, Tuân lúc này không còn ở nhà nữa. Trước mặt cô chỉ còn là những vỏ chai bia nằm ngổn ngang. Cô đi nhanh vào trong phòng ngủ. Không có Tuân ở đây,
Nhà tắm không có, bếp cũng vậy. Ban công phòng làm việc của Tuân cũng không có. Tuân đã đi đâu? Lan Anh tự hỏi, nhưng cô không thể có câu đáp án cho câu hỏi của mình. Trong lúc Lan Anh đang tìm kiếm manh trong ngôi nhà của hai người, thì cách đó hơn 40 cây số về hướng nam, Tuân đang ở trong nghĩa địa, đặt bên cạnh một ngôi mộ cỏ xanh mọc rừng. Khung cảnh được gắn trên bia mộ là Hải. Tuân dần mở mắt tỉnh dậy. Anh ngồi bật dậy khi nhận ra nơi anh nằm ngủ không phải ở nhà mà lại ở nghĩa địa. Càng kinh ngạc hơn khi Tuân nhận ra bản thân mình không chỉ là nằm ngủ ngoài nghĩa địa, mà hơn vậy còn nằm bên cạnh mộ của Hải. Làm sao mình tới được đây? Tuân tự hỏi bản thân vì sao anh có thể đi được đến đây. Anh nhớ đêm qua anh đã uống nhiều bia, nhiều đến mức bây giờ mới tỉnh lại. Anh không nhớ nổi bản thân đến đây bằng cách nào và bằng phương tiện nào, khi trước mặt anh chỉ là những ngôi mộ nằm san sát. Tính lấy điện thoại trong túi quần không có, Tuân nghĩ có thể anh đã để quên ở nhà. Quần áo thì bẩn hết vì trận mưa ở nơi đây hai ngày trước đến giờ, đất ở nghĩa địa vẫn còn ẩm ướt. Tuân đứng dậy quay qua quay lại thì có một thẻ nhang nằm sát hai bên ngôi mả bên cạnh. Anh đi tới cầm lấy ra lửa châm đốt và lần lượt cắm nhang xuống những ngôi mả chung quanh trước khi trở lại thắp nhang xuống mộ của Hải. Quả chắc là tôi uống say cho nên tôi mò ra mộ của ông. Ông bạn à, có gì ông phù hộ tôi nhé. Cũng sắp tới ngày dỗ của ông rồi, tôi sẽ làm dỗ cho ông. Tuân khấn vái xong thì rời khỏi nghĩa địa. Chiếc xe trở về tới cửa thì từ bên trong xe, Tuân thấy cô vợ đang quét dọn trước cửa. Anh nói tài xế dừng xe đợi anh vào nhà lấy tiền. Người tài xế gật đầu ngồi trên xe chờ đợi. Một lát sau Tuân trở ra đưa tiền và không lấy lại tiền thừa. Tài xế vui vẻ cảm ơn rồi lái xe đi. Lan Anh thấy từ lúc Tuân về không mở miệng nói chuyện với mình thì nghĩ rằng anh đang giận vì đêm qua đã quá liều lĩnh dừng gọi điện. Lan Anh tính mở lời xin lỗi Tuân thì anh bảo: cô đêm qua mấy giờ về? Lan Anh có chút ngạc nhiên khi bất thình lình Tuân hỏi như vậy. Lan Anh bấy giờ liền hỏi: anh hỏi gì lạ vậy? Anh không nhớ gì cả đêm qua sao? Tự uống say chẳng nhớ gì cả. Lan Anh thở phào nhẹ nhõm. Cô nàng liền hỏi: anh đi đâu mà em về không có thấy? Tuân ngồi xuống ghế đầu vẫn chưa hết choáng liền đáp: tôi không biết. Lúc tỉnh lại tôi đang nằm ngoài mộ của thằng Hải. Anh nói gì? Anh ra mộ cùng Hải ngoài nghĩa địa ngủ? Đúng vậy. Chẳng hiểu sao đêm qua tôi uống thế nào mà có thể ra đó ngủ, thật đúng là lạ. Mà thôi, không có nói chuyện đó nữa, tôi đi tắm. Đúng là ngày ra mộ ngủ thì quần áo bẩn hết vì vùng đó vừa mới mưa mấy ngày trước. Trong lúc chờ Tuân tắm, Lan Anh đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả ngay. Đêm qua cô nàng cả đêm lo lắng sáng nay về nhà sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ của Tuân. May mà anh uống say không nhớ gì, cho nên cô nàng nhân cơ hội này làm lành với anh. Tuân tắm xong thì Lan Anh dọn đồ ăn sáng ra bàn. Anh đi tới vừa ngồi xuống dùng khăn lau khô tóc. Anh bấy giờ hỏi: này cô ăn nhầm phải thứ gì sao? Sao mà tốt quá vậy? Lan Anh biết Tuân đang mỉa mai mình, nhưng cô nàng vẫn cố nhẫn nhịn, vì cho dù thế nào đi chăng nữa thì đêm qua quả thật cô nàng đã sai. Cũng may là Tuân uống say không biết trời đất gì, cho nên cô nàng mới thoát được. Nghe anh nói kìa, em đâu có gì xấu xa như anh nghĩ đâu. Từ trước đến giờ em vẫn luôn đối xử với anh tốt đó thôi. Đúng, cô tốt với tôi quá mà. Cô xem tôi có cuộc sống hạnh phúc khi ở bên cô không? Lan Anh vẫn nhẫn nhịn đáp: tại sao anh lại nói vậy chứ? Anh không cảm nhận được tình yêu của em dành cho anh sao? Tuân lắc đầu chán nản không muốn nói chuyện nữa. Anh cứ như vậy đưa tay tới cầm đũa và bát lên ăn cho xong. Tuân đêm qua say quá không biết được là đêm qua Lan Anh có về nhà hay không. Thế nhưng cái biểu hiện của cô nàng sáng nay là anh đủ biết đêm qua Lan Anh không về nhà. Anh thấy mình ngu quá vì một người đàn bà giả tạo giống như Lan Anh mà bản thân phải đi uống say tới mức bản thân không biết trời đất gì. Ăn bữa sáng xong cũng tới giờ Tuân phải đi làm. Anh thay đồ rồi rời đi cùng với gương mặt lạnh lùng. Tuân đi rồi lúc này Lan Anh ngồi một mình rồi tự hỏi: mẹ kiếp chứ, cái thằng cha này hôm nay làm sao vậy chứ? Cứ may mà đêm qua thằng cha uống say không có nhớ anh Dương nói những gì. Nếu không thì đời mình coi như là xong. Thật là may mắn.
Lan Anh lấy điện thoại ra gọi cho Dương. Ngay khi nhận cuộc gọi thì ngay lập tức cô nàng điền mắng: anh điên nó vừa thôi nha, may mà đêm qua thằng cháu uống say không nhớ chuyện gì. Dương bấy giờ cười khẩy: em sợ cái gì chứ, ngày xưa thằng Hải nó còn sống thì anh còn phải kiêng dè, chứ bây giờ thằng Hải nó chết, nó chẳng là cái thá gì trong mắt của thằng Dương này cả. Thích cho nó đi chỗ ông bà lúc nào chẳng được chứ. Anh nói cái gì vậy? Dù sao anh Hải cũng là anh nuôi của anh, cưu mang anh trong suốt nhiều năm. Anh nói ra những lời vừa rồi không sợ anh ấy đội mùa sống dậy bóp cổ anh hả? Dương bấy giờ phì cười: em dọa anh hả? Đội mùa dậy làm sao? Thế bây giờ em có rảnh không? Chứ anh qua đón mình đi ăn gì? Này anh có một mối khách người Hàn Quốc, chắc là hợp với em đấy. Lan Anh ngắn ngầm trả lời: lại là mấy chàng Hàn Quốc à? Em không thích mấy cái thằng cha đó đâu. Nên em nghỉ. Anh quần em cả đêm qua rồi, không để cho người ta nghỉ hả? Thôi được, thế thì em nghỉ vậy đi, mai sẽ đón. Thôi khỏi, em tự đến chỗ anh được. Anh đừng đến đây, lỡ ông Tuấn thấy thì mệt lắm đó. Anh biết tính thằng cha rồi mà, ghen tuông nhiều lắm. Lan Anh tắt máy mệt mỏi đi thẳng vào trong nhà tắm. Trong lúc tắm thì có tiếng động lệch cạch bên ngoài, giống như có người vừa mới đặt một vật cứng xuống bàn thủy tinh vậy. Để trong phòng tắm, Lan Anh mở cửa ra rồi lên tiếng: ai đó, anh Tuấn phải không? Lan Anh hỏi nhưng thật nhanh cô nàng lắc đầu gạt đi, vì Tuấn hiện đang đi làm và anh ta không thể phân thân để về nhà như vậy. Thế thì là ai đang ở trong phòng khách? Lan Anh bắt đầu thấy sợ. Cô nàng tắt nước và thật nhanh lau khô người rồi mặc quần áo trở lại. Khẽ đẩy cửa phòng tắm bước ra, Lan Anh bấy giờ liền ngửi thấy mùi khói thuốc lá nồng nặc. Tuấn không có ở nhà, lại bỏ thuốc từ lâu, vậy thì trong nhà có mùi thuốc là ai hút? Lấy hết can đảm, cô nàng đi nhanh ra phòng khách. Trên mặt bàn là cái gạt tàn Tuấn cất trong tủ, nhiều lần cũng muốn vứt đi nhưng Tuấn không cho. Đó là vật kỷ niệm của anh và Hải ngày còn sống. Cái gạt tàn này Hải mua tặng cho anh ngày anh dọn vào bên trong ngôi nhà này, vì vậy đó là một kỷ niệm tuyệt đối cấm được đem đi vứt. Hiện tại nó có chân tự động chạy từ trong tủ ra mặt bàn kia. Bên trên bàn còn điếu thuốc đang cháy tàn quá nửa. Sao lại... Bất ngờ có một bàn tay lạnh ngắt đặt trên bờ vai phải của Lan Anh. Cô nàng kinh hãi chết lặng. Khi nhìn xuống, bàn tay gầy guộc trắng ẩn đang đặt trên vai kia. Kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc kéo vang lên từ đằng sau: mày vì thằng Dương hại tao còn chưa đủ hả? Chứ mày còn muốn hại thằng Tuân này nữa sao? Lan Anh kinh hãi quay mặt lại, vừa nhìn thấy gương mặt của Hải sợ quá ngất tại chỗ. Khi mà tỉnh dậy, cô nàng lập tức rời khỏi nhà bắt taxi tìm đến chỗ của Dương. Thế bộ rằng sợ hãi hiện rõ trên gương mặt của cô nàng, Dương bấy giờ nói: em sao vậy? Cả mai sao mặt mày sợ hãi thế? Em gặp ma. Em vừa gặp ma ông Hải. Ông ấy vì hiện ra ở nhà của em. Em nói cái gì? Thằng Trang hiện về nhà em? Không thể nào. Thật mà, em nói thật đó. Ông ấy đặt tay lên vai của em này, còn nói anh và em hại ông ấy là thật đó anh. Dương tự tin lắm, nhưng mà thấy bộ dạng của Lan Anh cũng làm cho hắn phải suy nghĩ. Chợt trong đầu của Dương nảy ra một suy nghĩ: việc hại chết Hải chỉ có hắn và Lan Anh biết. Nếu giờ cô nàng sợ quá mà khai với cảnh sát, chắc chắn Dương sẽ bị bắt. Được rồi, nếu em sợ thì ở lại đây với anh vài ngày. Em sợ lắm, em không dám về nhà nó nữa đâu. Được, thế bây giờ em nghe anh, em về nhà lấy đồ đi, xong rồi gọi cho anh, anh đến đón em được chứ? Anh nhớ phải đón em nhé. Được rồi. Lan Anh đi rồi, Dương gọi tên đàn em vào rồi bảo: mày âm thầm theo nó, đến đoạn đường nào vắng xử lý đi, nhớ gọn gàng đừng để phiền phức. Em hiểu rồi. Lan Anh đứng cách canh biệt thự của Dương với taxi nhưng không được. Cô nàng lấy điện thoại tính đặt xe ôm công nghệ, thì đúng lúc này có một người đội mũ lưỡi chai đeo khẩu trang mặc đồ Grab đi tới trước mặt. Chị đi xe phải không? Ờ. Lan Anh lên xe rồi nói địa chỉ cho tài xế, nhưng cô nàng không biết được tài xế là tên đàn em của Dương sai đi. Đến đoạn đường vắng người qua lại, bất ngờ tài xế dừng lại. Lan Anh còn chưa kịp lên tiếng thì gã quay lại chĩa thẳng nòng súng vào ngực của cô rồi bóp cò. Một tiếng nổ vang lên, tiếp sau đó tay kia đẩy ngã Lan Anh xuống đường, cô nàng chết ngay tại chỗ. Tuấn được báo tin rằng Lan Anh chết, anh không đến mức quá đau lòng,
nhưng cũng không hờ hững. Anh tìm đến bệnh viện làm thủ tục nhận thi thể của Lan Anh về lo hậu sự. Việc cô vợ trẻ đột ngột bị sát hại làm cho Tuân nảy sinh nhiều nghi vấn. Tại sao hung thủ lại sát hại Lan Anh? Lý do để hắn ra tay là gì? Tuân lúc này thầm hiểu rằng cô vợ trẻ của anh chắc chắn phải có liên quan đến việc làm ăn phi pháp nào đó và biết quá nhiều chuyện, cho nên bây giờ mới bị bọn chúng giết người diệt khẩu. Chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật mãi mãi. Hải từng nói với Tuân ngày anh ta còn sống, cũng chính câu nói này của Hải làm Tuân ghi nhớ mãi. Cả đời này của anh tuyệt đối không được tham gia vào bất cứ phi vụ nào của Hải, cho dù Hải có nhiều lần mời anh gia nhập. Một tối khi mà Tuân vừa ăn xong thì có hai cảnh sát mặc thường phục tới gặp. Tuân biết cái chết của Lan Anh ít nhiều cũng mang lại cho cảnh sát nhiều nghi vấn. Họ có thể đang nghĩ anh chính là chủ mưu trong việc sát hại vợ. Bởi trong khu phố này ai cũng biết Lan Anh và Tuân không có tình cảm tốt đẹp. Đặc biệt hơn nữa là việc Lan Anh ngoại tình, cả khu phố này ai mà chưa từng một lần nhìn thấy. Các anh uống nước, chắc hẳn các anh đến đây muốn hỏi về việc vợ tôi. Phải anh Tuân này, chuyện tôi có nghe nói tình cảm vợ chồng anh dạo đây không được tốt. Đúng vậy, việc cô ấy ngoại tình anh biết chứ? Tất nhiên là biết, nhưng tôi không bận tâm. Thật ra tôi đang đợi đến ngày đưa cô ta viết đơn ly dị. Chỉ tiếc là ngày đó chưa tới thì cô ấy đã gặp chuyện rồi. Có phải là vì anh biết cô ấy phản bội anh nên thuê sát thủ sát hại cô ấy? Tôi biết các anh đang nghi ngờ tôi làm việc này, nhưng mà rất tiếc không phải. Tôi cho dù có hận cô ta đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không ngu dốt tới mức bỏ tiền ra thuê sát thủ cả. Nếu tôi muốn thì tự tôi có thể ra tay. Hai người nhân viên điều tra nhìn nhau thầm hiểu ý. Một người nói với Tuân: cảm ơn anh đã dành cho chúng tôi. Nếu có thông tin gì về hung thủ thì mong anh Tuân để hợp tác báo lại cho chúng tôi biết. Tuân gật đầu rồi đưa tay tới bắt hai điều tra viên tiến hai người ra cửa. Tuân bấy giờ liền bảo: hãy yên tâm đi, nếu tôi biết được kẻ nào đã ra tay giết vợ của mình, nhất định tôi sẽ báo cho các anh biết để bắt hắn đền tội trước pháp luật. Hai người cảnh sát rời đi. Tuân đóng cửa vào trong tủ lấy một chai bia. Anh bật nắp rồi đưa lên miệng uống. Lễ tang của Lan Anh được tổ chức tại nhà mẹ đẻ. Những ngày này Tuân thường xuyên có mặt túc trực bên linh cữu của vợ. Bố mẹ của Lan Anh không đổ trách nhiệm cho Tuân rằng anh không để ý đến vợ dẫn đến cớ sự này. Bởi hơn bao giờ hết, hai người hiểu con gái của mình. Những gì Lan Anh làm suốt thời gian qua chung sống với Tuân không có mắt được hai người. Mẹ của Lan Anh nhiều lần tình cờ thấy một gã đàn ông ăn mặc sang trọng đèo con gái của bà qua mặt của bà bằng một chiếc xe sang trọng. Bà biết Tuân nóng tính cho nên không dám nói. Thôi thì cứ cố giữ bí mật giúp con gái là việc bất đắc dĩ bà phải làm. Dù thâm tâm thì cảm thấy có lỗi với Tuân rất nhiều. Sau tang lễ, Tuân trở về cùng với một tâm trạng mệt mỏi sau nhiều ngày thức đêm không chợp mắt được. Anh lấy gạt đàn trong tủ đặt xuống mặt bàn. Và rồi trong lúc hút thuốc, anh chợt nhớ ra ngày Lan Anh gặp chuyện. Chiếc gạt đàn này anh đặt ở trong tủ như món đồ trưng bày. Tại sao hôm đó khi Lan Anh gặp chuyện, chiếc gạt đàn lại được sử dụng? Không những vậy còn có thuốc bên trong. Ai là người đã tới đây? Trong đầu đang mải suy nghĩ thì có tiếng chuông cửa. Tuân ngồi dậy rời khỏi phòng ngủ đi tới mở cửa. Người đứng bên ngoài đó là Dương. Mày đến đây có việc gì? Thằng em đến thăm anh. Biết tin là chị dâu qua đời em bận quá, đang ở bên Campuchia nên không có việc kịp dự tang lễ của chị. Mong anh chị hiểu cho. Tuân trở lại bàn với hai chai bia. Anh đưa một chai đến trước mặt của Dương. Cảnh sát mấy ngày nay có tới đây, họ hỏi ta có biết gì về mối quan hệ của con vợ ta không. Dương ngồi thẳng người dậy. Anh nói thế nào? Nói cái mẹ gì? Biết nó quan hệ với những ai mà khai? Không biết mà khai ẩu á, không những không giúp được cảnh sát bắt hung thủ, ngược lại còn mang họa vào người cũng chưa biết trước. Anh nói vậy cũng đúng. Sợ chết được bị hung thủ sát hại chị dâu là ai, nói bừa không ổn, ngược lại còn làm cho cảnh sát nghi ngờ đó. Tân bấy giờ nhíu mày nhìn Dương. Mày đến đây tìm tao có việc gì? Em tới có việc muốn ông anh giúp. Việc gì? Em có mở hai sòng bạc mới. Bọn đàn em ở bên dưới chiếu là toàn lính mới, non nớt thiếu kinh nghiệm. Ông anh dù sao cũng từng sát cánh Vinh Hải, kinh nghiệm nhiều hơn. Nếu anh chịu về giúp em hứa không để ông anh thiệt thòi. Tuấn uống hết chai bia rồi đáp. Không thiệt thòi là bao nhiêu tiền?
Ta chỉ quan tâm tiền, của những chuyện khác ta không quan tâm. 40% lợi nhuận của cả hai sòng bạc, anh thấy sao? Nghe cũng ổn áp. Khi nào bắt tay? 2 ngày nữa. Có gì em gọi điện báo. Được, ta đồng ý. Dương đứng dậy chào Tuân rồi rời đi. Ra đến xe ngồi vào trong xe. Lúc này ta đàn em phía trên quay xuống hỏi. Anh Dương à, anh có chắc muốn mời Tây Tuân về làm ở hai sòng bạc mới không? Em thấy không ổn. Anh mới xử con vợ nó xong, bây giờ lại cho nó về làm với mức thù lao lớn vậy. Em sợ cảnh sát nghi ngờ đó. Ta không sợ cảnh sát nghi ngờ. Ta chỉ sợ thằng Tuân này nó nghi tao hại vợ nó. Chứ mày biết không, cái thời mà ông Hải còn sống, thằng này không xem thường được đâu. Xem ra cũng là tay có số má. Lại không hả? Thế cho nên nôi kéo được nó về làm việc cho mình. Trước mắt là nó bị tiền cho mắt, không nghi ngờ gì tao. Dù sao thì tao cũng từng qua lại với con vợ nó. Nó nghi ngờ cũng chỉ nghĩ là tao với con vợ của nó qua lại bù bịch là cùng, chứ không ngờ tao lại là chủ mưu trong vụ xử lý con vợ nó. Mày hiểu chứ? Một con chó mà cho nó ăn no, nó sẽ nghĩ mình là chủ của nó. Thế lúc đó nó sẽ chỉ biết phục tùng, một chút nghi ngờ cũng không có ở trong đầu nữa đâu. Anh Dương đúng là cao tay thật. Thanh dự định bước tiếp theo sẽ phải làm gì? Dương ngả lưng vào ghế rồi bảo, cho xe chạy đi. Trước mắt tao sẽ để cho nó quản lý hai sòng bạc, sau này đợi cho nó kiếm được nhiều tiền, thì lúc đó tao sẽ tìm cách báo cho cảnh sát, đập cùng lúc hai sòng bạc này, cho nó đi tù một gầm. Dương đi rồi, Tuân lúc này gọi điện cho một người nói tới nhà gặp. Người mà Tuân gọi điện tới là một cô gái. Nửa giờ sau thì cô gái đến nơi. Đứng trước cửa bấm chuông thì Tuân mở cửa mời vào bên trong. Cô gái đi tới ngồi xuống ghế rồi hỏi Tuân, anh gọi em tới đây gặp vấp vậy là có việc gì vậy? Có việc gì thì anh mới cần cô giúp chứ. Giờ này không bận gì chứ? Dạ không. Từ em dự đám tang chị dâu tới giờ em thất nghiệp chứ có làm gì đâu. Vậy thì được. Anh có việc cho cô đây. Cô tìm hiểu cái thằng này và có mối quan hệ chung quanh nó cho anh. Có thông tin gì lập tức gọi điện báo cho anh nhé. Cô gái tên Phượng cầm lấy bức hình của Dương mà Tuân vừa quăng lên mặt bàn. Phượng liền bảo, tên này là Dương mà, không phải là em nuôi của anh Hải trước kia. Em nghĩ anh còn biết về tên này nhiều hơn chứ, sao lại cần em tìm hiểu? Cả việc này anh không tiện ra mặt điều tra. Chả là trước khi Lan Anh mất, anh nghĩ cô ta với thằng Dương có quan hệ với nhau. Anh cần cô điều tra giúp anh. Có phải trước kia hai đứa này có cặp kè với nhau hay không? Chỉ cần chắc chắn là có quan hệ được rồi, từ lúc đó cô hết việc, anh sẽ lo những gì còn lại. Anh nghi ngờ chị dâu cắm sừng anh à? Chắc không có đâu. Từ trước đến giờ chị dâu yêu anh nhiều lắm. Đây là ngày yêu thôi. Bây giờ anh nghi ngờ nó có những quan hệ khác. Cứ điều tra giúp anh. Nếu chắc chắn chúng có quan hệ với nhau, thì cái chết của con vợ anh chắc chắn có liên quan đến thằng Dương. Hay là anh báo cảnh sát, họ điều tra cũng nhanh, vì họ có nghiệp vụ mà. Không được, anh mới đồng ý về làm tại hai sòng bạc cho nó, sao mà để công an điều tra thì hỏng hết kế hoạch của anh. Vậy được, em sẽ cố gắng. Cảm ơn cô, có gì cần cứ gọi cho anh. Em cần trước một khoản tiền, theo dõi điều tra cũng cần phải có tiền ăn uống phải không anh? Tôi đứng dậy đi vào bên trong phòng, một lát sau quay trở lại. Anh đặt xuống trước mặt cửa Phượng một số tiền rồi bảo, chỗ này đủ cho cô chi tiêu trong 3 tháng, lúc nào cần thêm gọi báo anh, rồi cho anh số tài khoản, anh sẽ chuyển thêm. Vụ này xong còn thưởng thêm, giúp anh đi. Phượng nhận tiền vui vẻ cất vào trong cái túi đeo bên hông, cứ ngẩng mặt lên nhìn Tuân rồi bảo, nhưng mà tại sao anh lại nghi ngờ chị dâu với Tây Dương? Bộ anh thấy hai người họ đi với nhau? Không thấy, nhưng anh có cảm giác rằng hai người họ có điều gì đó với nhau. Chỉ là anh chưa có chứng cứ trong tay, nhưng mà anh cảm thấy nó đúng. Chính vì trong tay anh không có bằng chứng, cho nên anh mới cần em giúp đó. Em hiểu rồi, có thông tin gì em sẽ báo lại cho anh. Tuân gật đầu hài lòng nhìn lên đồng hồ. Anh quay lại nói với Phượng, cô ở lại đây ăn tối với anh rồi hãy về chứ. Phượng liền đáp, vâng, phải anh để em ra chợ mua đồ về nấu. Anh em mình ăn, anh thích ăn món gì để em mua đồ. Anh ăn đơn giản thôi, cô cho anh ăn cái gì anh ăn cái đó. Vâng, anh ở nhà đợi em đi chợ, một lát em về. Phượng đi rồi, Tuân ngồi trên ghế lấy thuốc châm lửa hút. Trong đầu của anh dần lập ra một kế hoạch đối phó với Dương. Hút hết hơn nửa điếu thuốc, đôi mắt của Tuân nặng trĩu muốn. Vì cơn buồn ngủ lúc này ập đến làm anh không cưỡng lại được. Trong giấc ngủ đến rất nhanh, Tuân mở thấy Hải đang ngồi ngay bên cạnh. Cơn mặt của anh ta buồn bã. Tuân ngồi dậy rồi cấp cấp hỏi, Hải, ông về hả? Hải gật đầu, ánh mắt buồn nhìn Tuân.
miệng anh ta mấp máy nói gì đó rất nhỏ và ngắt quãng, khiến cho Tuân không nghe rõ. Nhưng anh nghe thấy trong lời nói của Hải có nhắc đến một người, đó là Dương, là người em nuôi mà ngày còn sống Hải vô cùng tin tưởng. Tuân chưa kịp lên tiếng hỏi thì anh ta đứng dậy, cứ như vậy đi ra ngoài cửa, gọi thế nào cũng không quay người lại, rồi biến mất ở ánh sáng chói lòa trước mặt phía bên ngoài cửa kia. Hải à, khoan đã, anh chỉ nói rõ ràng đừng đi, tôi còn chưa hỏi rõ cơ mà. Tuân ngồi bật dậy, gương mặt của anh ướt sũng mồ hôi, đôi mắt anh nhìn nhanh ra ngoài cửa. Bản thân nhận ra vừa rồi Hải về ngồi bên cạnh nói chuyện với anh chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng giấc mơ vừa rồi lại rất thật, thật đến mức mà Tuân nhận được đó là Hải hiện về, chứ không phải là anh nằm mơ. Tuân nhớ như in trong đầu ánh mắt u buồn của Hải lúc anh ta nói gì đó với mình. Thế giọng nói của Hải lúc đó quá nhỏ và còn ngắt quãng, nhưng anh nghe rõ ràng Hải có nhắc tới Dương. Hải chết rồi còn nhắc tới Dương, rốt cuộc thì giữa hai người sẽ ra chuyện gì? Hải chết rồi còn nhắc tới. Bao nhiêu nghi vấn trong đầu của Tuân chưa có lời giải đáp, chợt trong đầu của Tuân dừng lại ở một nghi vấn. Phải chăng Dương có liên quan tới việc Hải bị bắt trong lần truy quét đó của cảnh sát? Chính vì vậy mà Hải chết rồi còn chưa thể nhắm mắt. Tuân nắm chặt bàn tay, anh thầm hiểu rằng nếu nghi vấn trong đầu của anh ta là thật, thì tên Dương kia quả đúng là một kẻ thủ đoạn và nguy hiểm. Tuân rời khỏi ghế đi vào phòng tắm. Lúc tắm xong quay trở ra thì cũng là lúc Phượng đi chợ về. Cô mua cá về làm món cá nấu giấm cho Tuân ăn. Tuân không giấu được ánh mắt tán thưởng tại nấu ăn của Phượng. Thật là không ngờ đấy, cô coi vậy mà nấu ăn ngon đấy. Món cá này của cô nhìn hấp dẫn quá. Anh đừng có nịnh em, em sẽ nghĩ là thật đó. Anh nói thật chứ đâu nịnh đâu. Ngày trước Lan Anh cũng nấu ăn ngon lắm, chỉ tiếc là... Thôi, chị dâu mất rồi. Chuyện gì xảy ra cứ để cho nó đi vào dĩ vãng đi, anh đừng nhắc lại. Cô nói cũng phải, chết là hết. Đàn anh có làm gì có lỗi với anh đi chăng nữa thì bây giờ cũng không còn quan trọng. Vâng anh nghĩ như vậy là tốt rồi. Thôi, không nhắc tới cái chuyện không vui, cô mau ăn đi nào. Ngon thế này mà để thức ăn nguội là hết ngon đó. Ăn đi. Sau bữa ăn, trong lúc Phượng đang đứng rửa chén bát trong quầy bếp thì trong nhà Tuân đang ngồi xem thời sự. Bản tin an ninh trong ngày điểm lại tin về một vụ bắt được một nhóm giang hồ gồm toàn những thành phần bất hảo. Nhóm này lên tới cả trăm người. Dĩ nhiên Tuấn biết ai là người đứng đầu, bởi anh nhận ra một tên trong số đó là đàn em thân tín của Dương. Đàn em bị bắt mà gương mặt của Dương còn không biến sắc thì chứng tỏ hắn là một tên có thần kinh thép, hoặc cũng có thể là hắn quá nhiều nhân lực, cho nên từng ấy đàn em bị bắt cũng không làm cho hắn lo lắng. Phượng rửa chén bát rồi xếp gọn gàng vào trong tủ. Cô quay trở lại phòng khách thì thấy Tuân đang ngồi đó, ánh mắt không rời bản tin an ninh trên màn hình TV. Thế như vậy Phượng liền ngồi xuống rồi hỏi: anh biết đám này hay sao mà theo dõi chăm chú vậy? Một thằng trong số là đàn em của Dương đó. Vậy thì đám này là do thằng cha cầm đầu phải không? Hôm nay Dương đến tìm anh, mà anh về tiếp quản hay sòng bạc của nó. Thì ra đàn em mới bị bắt, cho nên nó mới tìm anh về lấp chỗ trống. Phương Liên tò mò: nhân cơ hội này anh muốn triệt phá đường dây của Dương phải không? Như vậy nguy hiểm quá. Việc đó thì cô khỏi lo, anh chỉ cần cô điều tra giúp anh những gì anh dặn cô đã được. Còn phần về Dương, anh đã lên kế hoạch đối phó với nó. Còn chuyện này nữa, bạn ấy anh có nằm mơ thấy Hải. Anh nằm mơ thấy Hải? Đúng vậy, tuy chỉ là một giấc mơ nhưng mà anh có cảm giác giấc mơ đó rất thật, giống như là Hải hiện về ngồi nói chuyện với anh vậy đó. Phương im lặng không nói. Tuân bấy giờ liền tiếp: anh tin việc thằng Hải bị bắt có liên quan đến thằng Dương, nhưng hiện giờ chưa có chứng cứ chứng minh nghi vấn của anh, cho nên chưa vội kết luận. Anh thề rằng ngay khi mà có chứng cứ xác minh rằng thằng Hải bị bắt mà do thằng Dương bán đứng, anh sẽ cho nó về hối hận. Phương liền gật đầu nói: nếu đúng như những gì anh nói, thằng cha Dương này không dễ đối phó, anh phải cẩn thận. Em sẽ giúp anh điều tra nhanh nhất có thể về mối quan hệ của chị dâu và Dương. Không những vậy, em còn cố gắng điều tra các mối quan hệ của hắn, hy vọng giúp anh tìm được manh mối về việc Dương có phải là người bán đứng anh Hải không. Vừa nói xong thì liền chuẩn bị ra về. Tuần thấy vậy liền hỏi: có cần anh đưa về không? Không cần đâu anh, em có thể tự về. Phượng đi rồi, từ bên đối diện có hai người, một người đàn ông, một người đàn bà, một già một trẻ,
lúc này băng ngang qua đi tới trước mặt của Tuân. Cậu Tuân, cậu khỏe chứ? Lâu quá rồi. Tuân nhận ra ông già trước mặt, anh nhìn sang cô gái tuổi chưa đến 20 bên cạnh. Trời đất, hơn 18 năm rồi chứ ít gì ông Hà. Ông ổn chứ? Còn đây là cô bé ngày đó mới có 2 tuổi phải không? Ông Hà bật cười thành tiếng rồi đáp. Tôi ổn. Ngày cậu và Hải đến chỗ tôi, ngày đó con bé nó mới có 2 tuổi. Cậu đừng trách con bé không có nhận ra cậu nha. Trách gì hả? Lớn quá rồi, thành thiếu nữ xinh đẹp thế này. Mà cô bé tên gì ông nhỉ? Hay ông cháu vào nhà đi. Cô gái liền lễ phép trả lời. Dạ cháu tên Thúy. Tôi lấy nước mời ông Hà và Thúy. Cả hai người quan sát ngôi nhà. Ông Hà liền thở dài nhưng không nói. Thúy ngồi bên cạnh liền lên tiếng thay. Chú Tân à, nhà chú âm khí mạnh quá. Không biết có phải là có người mới qua đời về không? Tân giật mình trước câu hỏi của cô gái. Nhưng thật nhanh anh nhớ ra ông Hà là một thể pháp cao tay ấn. Năm xưa anh và Hải những ngày đầu khởi nghiệp cùng nhau tìm tới ông. Ngày đó ông Hà có nói với hai người rằng nếu chọn con đường cả hai người muốn thì kết cục không được như mong đợi. Không những vậy còn nguy hiểm đến tính mạng. Nào ngờ lời ông Hà nói năm xưa thì nay đã ứng nghiệm. Tuân thở dài buồn bã. Thật là nhà mới có người qua đời. Vợ của chú vừa bị tai nạn. Thúy liền lắc đầu nói. Không phải là tai nạn thường đâu chú Tuân. Và chú oán khí rất nặng, cô ấy bị người ta hại chết, hồn vẫn chưa được siêu thoát. Tuân biết điều đó, là anh bị Dương hại chết, chỉ là việc anh bây giờ chưa có bằng chứng để xác định được việc đó. Nghe cô bé Thúy nói như vậy, càng làm cho anh tin tưởng những nghi vấn của mình. Mãi suy nghĩ lúc này ông Hà mới lên tiếng. Cậu đừng lo lắng, cái việc của vợ cậu để tôi lo liệu, tôi sẽ làm cho cô ấy một cái lễ cầu siêu, mong sao cho linh hồn cô ấy được siêu thoát. Tuân liền đáp. Cảm ơn thầy. Nếu được thầy làm lễ thì còn gì bằng. Mong thầy giúp cô ấy có thể ra đi một cách thanh thản. Tuân nói sau sực nhớ ra một việc liền hỏi. Thưa thầy, có biết lần này thầy và cháu Thúy đến nhà con là tình cờ đi ngang qua hay còn việc gì quan trọng khác? Không phải là tình cờ ngang qua. Tôi đã cầu Hải về báo mộng. Cậu ấy nói cậu cần tôi giúp đỡ. Vì vậy mà tôi có mặt tại đây. Hải về báo mộng cho thầy. Cô ấy cũng về tìm con. Chỉ là lúc đó những lời cậu ấy nói nhỏ quá con không nghe được. Phải, cậu ấy là ma mới cho nên năng lực còn yếu, không thể truyền đạt một cách dễ dàng như vậy. Thế lúc này liền hỏi Tuân. Chưa có thấy mấy ngày gần đây trên người của mình có điều gì khác lạ không? Tuân liền gật đầu quay lưng đi về phía ông Hà và Thúy. Ông Hà khẽ gật đầu. Thúy thì hiểu ý, thầy liền cởi áo của Tuân để lộ tấm lưng săn chắc của anh. Thế dù sao thì cũng là con gái mới lớn cho nên không tránh khỏi ngượng ngùng. Ông Hà lúc bấy giờ lên tiếng. Cậu Tuân này, cậu bị người ta bỏ bùa rồi. Toàn thân của cậu nhiều chỗ tím tái. Tuy rằng mới đầu bùa ngải chưa phát huy tác dụng, bản thân sẽ không cảm thấy đau. Nhưng mà chỉ một thời gian nữa khi bùa phát huy tác dụng thì sẽ thấy toàn thân đau đớn, kéo dài thêm vài tuần có thể mất mạng đó. Tuân nghe vậy thì mặt mày biến sắc. Anh quay lại hỏi thầy Hà. Dạ con phải làm sao, xin thầy giúp cho. Ông Hà liền nói với Thúy. Con giúp chú Tuân đi. Thúy gật đầu, gương mặt vẫn còn đỏ ửng vì chưa hết ngại. Còn đứng dậy đi vào trong phòng, không quên mang theo những vật dụng cần thiết giúp cho Tuân giải trừ bùa ngải trong người. Tuân theo cô bé vào trong phòng. Khi vào tới nơi, một mùi thơm nhẹ vô cùng phảng phất làm cho Tuân rơi vào cảm giác như bản thân đang lơ lửng trên không. Lúc này giọng của Thúy khẽ vang lên. Có phải bây giờ chú cảm giác như cơ thể mình đang bay bổng phải không? Đúng vậy, thật kỳ diệu. Làm sao mà cháu có thể làm cho chú được cảm giác này? Tuân nằm xuống giường theo yêu cầu của Thúy. Để Tuân nằm sấp xuống rồi, cô bé lúc này không mất thêm nhiều thời gian bắt tay vào giải bùa ngải trên người của Tuân. Mới đầu không cảm giác đau, nhưng cái thời gian kéo dài về giai đoạn thì Tuân bây giờ đau tới tái mặt. Anh không hiểu kẻ nào ác độc gieo vào cơ thể của anh thứ bùa ngải chết tiệt này, mà anh không rõ tên của nó là gì. Mồ hôi vã ra như tắm, những chỗ tím tái dần biến mất, trả lại cơ thể săn chắc và làn da trắng của Tuân, làm cho Thúy đỏ bừng mặt vì ngại ngùng. Cậu bé đứng dậy vội quay ra ngoài sau khi giải xong thứ bùa ngải trên người của Tuân. Thấy sức mạnh có phần mệt mỏi của Thúy, ông Hà bấy giờ gật đầu hài lòng nói. Còn giỏi lắm, lần này có tiến bộ đấy.
không mất nhiều thời gian như lần trước. Con chỉ lần được thầy dạy dỗ thôi. Tuân lúc này mặc áo lên trên người rồi quay trở về phòng khách. Anh cảm ơn ông Hà và Thúy rồi lại ngồi xuống vị trí cũ. Ông Hà lúc này đưa tới trước mặt của Tuân một sợi chẳng hạt và dặn anh đeo vào người và nhớ phải mang theo để phòng thân. Thì đưa thêm cho anh một hộp gỗ có vẻ như khá bắt mắt và bên trong đựng thảo dược và căn dặn. Cho dùng hai lần mỗi ngày, mỗi lần đốt chỉ cần một lượng vừa đủ, tinh thần sẽ cảm thấy thoải mái. Tuân nhận lấy hộp thảo dược rồi hỏi, có phải là mùi hương khi nãy chú người thích trong phòng không? Dạ vâng, đúng rồi. Ông Hà nói Tuân đưa sang nhà Lan Anh để ông làm lễ cầu siêu cho cô ấy. Sang tới nhà Lan Anh, cả bà xuống xe đứng bên ngoài nhìn vào ngôi nhà. Ông Hà đứng nhìn ngôi nhà khá lâu rồi bảo, quả đúng là oan nghiệp. Oan khi ở nơi này còn nặng hơn ở nhà cậu nhiều lần. Mặc dù cô ấy có lỗi với con, nhưng con mong thầy hãy giúp cô ấy sớm được siêu thoát. Thì lúc bấy giờ liền bảo, chú an tâm đi, thầy cháu đã nói giúp là sẽ giúp đến cùng. Hơn nữa cô ấy còn có nguyện vọng chưa hoàn thành, cần có chú ở đây thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tuân chưa hiểu liền hỏi, ý của cháu là sao Thúy? Thúy liền nói, cô ấy có lỗi với chú. Một lát nữa khi mà sư phụ cháu cầu siêu, chỉ cần chú nói tha thứ cho cô ấy thì cô Lan Anh có thể thanh thản lên đường được rồi. Quả đúng như lời của Thúy nói, khi mà thầy Hà làm lễ cầu siêu, tôi đứng ở phía sau lưng của thầy chắp tay khấn vái rằng anh tha thứ những sai lầm của Lan Anh khi cô còn sống. Quả nhiên sau khi mà buổi lễ kết thúc, thầy Hà và Thúy không còn cảm nhận được oán khí trong ngôi nhà này. Điều đó chứng tỏ Lan Anh đã rời đi, không còn ở lại nơi này nữa. Mẹ của Lan Anh cảm ơn thầy Hà và mời cả ba người ở lại dùng cơm. Thế nhưng thầy Hà nói còn việc quan trọng phải làm, hẹn lần sau có dịp sẽ trở lại. Tuân đưa thầy Hà và Thúy trở lại nhà mình. Trên đường về anh có tạt qua chợ mua đồ về làm cơm, mời thầy Hà và Thúy. Anh nấu cơm không ngon bằng đồ ăn Phượng nấu, thế nhưng cũng ăn nhiều thành quen. Tuân làm đồ ăn cũng ngon không kém, Thúy bây giờ tấm tắc, chú Tuân coi vậy mà nấu ăn ngon quá, cháu thật không ngờ đấy. Ông Hà nếm thử một món nhìn khá hấp dẫn, gần gũ công nhận rằng Tuân nấu ăn ngon. Tuân thấy như vậy thì vui lắm, anh bảo, thật ra thì con có cô em gái nấu ăn ngon lắm, ăn nhiều cho nên nhớ hương vị, con chỉ làm theo thôi, có gì thầy cứ đưa ra nhận xét nhé. Ông Hà bấy giờ mỉm cười, thế này thì ngon lắm rồi, tuy đều là những đồ chay nhưng mà cậu có thể làm ngon được như vậy là khá lắm. Toàn không chỉ ngon là đủ mà còn cần phải có cái tâm. Bởi vì lúc dùng tâm để nấu ăn, Toàn cho dù có ngon hay không thì người thưởng thức cũng đều cảm nhận được cái tâm của người chế biến. Sau bữa ăn, Toàn sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho thầy Hà và Thúy ở phòng trên, rồi khẽ mở cửa rời khỏi nhà đến chỗ làm hiện tại để xin nghỉ việc. Anh sẽ bắt đầu công việc mới tại sòng bạc của Dương, cũng là bắt đầu cho kế hoạch trả thù Dương, một tên có lòng dạ độc ác. 3 ngày sau, Tuân bắt đầu nhận việc tại sòng bạc của Dương. Quả đúng như anh nghĩ, trước khi vào làm việc tại đây, khách đánh bạc chủ yếu đều là những người có tiền. Những ngày đầu, Tuân theo dõi cách thức làm việc của đám đàn em Dương. Bọn chúng làm việc rất quy tắc. Số tiền chúng thu lợi từ những con bạc tại đây lên những con số không tưởng. Tuân làm được việc, anh ngày một được Dương tin tưởng. Anh nắm bắt được những mối quan hệ của Dương và biết được gã là một trong những mắt xích quan trọng của đường dây buôn bán hàng nóng. Mặc dù trước đây Dương chưa từng động tay vào một phi vụ nào, mà chỉ mới đây thôi, Dương đã mắc sai lầm. Tiền bằng đã che mắt Dương, dẫn dắt gã nhúng tay vào những thương vụ tiền tỷ, ngày một lấn sâu vào vũng bùn của tội ác. Phường điều tra các mối quan hệ của Dương phát hiện ra đúng như Tuân nghi ngờ. Người chị dâu mà cô luôn tôn trọng thực lòng đã cắm sừng Tuân trong suốt một thời gian dài. Không những vậy, hai người còn dùng nhiều tiền để tìm tới thầy Pháp bỏ buồn ngài Tuân với mục đích khiến anh phải chết. Thế nhưng thật không ngờ, Dương muốn một tay che trời nhưng gã có tính toán thế nào cũng không thể che được. Một ngày đẹp trời, Tuân bí mật gặp Phượng trong một quán cà phê. Phượng gương mặt lo lắng liền bảo, anh Tuân à, em điều tra ra được đúng là chị dâu và Dương có quan hệ tình cảm, nhưng càng không ngờ được chị dâu còn cầu viện hắn bỏ bùa anh đấy. Bây giờ anh phải đi giải bùa ngải trên người đi, nếu không sẽ nguy mất. Tuân liền lắc đầu đáp, không cần đâu, bùa ngải trên người của anh đã được giải,
Và bây giờ kẻ bỏ cái thứ quỷ quái đó vào người của anh có thể đã bị chính thứ bùa ngải đó giết chết. Mà thôi, tạm thời bỏ qua chuyện đó đi. Ngoài việc này em có điều tra được gì không? Có anh ạ. Em điều tra được Dương có một căn nhà khác. Hắn không thường xuyên là căn biệt thự của anh Hải mà lui về sống trong căn nhà đó. Có một việc lạ là trước cửa của nhà Dương có dán một lá bùa khá lớn. Xem rằng hắn đợt này cũng tín tâm lắm. Dán bùa? Hắn sợ ma hay sao mà phải dán bùa ngoài cửa? Em cũng không rõ. Không chỉ có dán bùa ở cửa chính đâu, cửa sổ cũng có nữa. Em quan sát nhiều ngày ở bên ngoài thì thấy mỗi thứ ba hàng tuần thường có một người đàn ông lớn tuổi được Dương sai đàn em của hắn đi đón về. Ngày nay em tìm hiểu, em phải dùng tiền mua chuộc đàn em của Dương. Tên này cho em biết là người mà Dương đón về là một thầy Pháp sống ở Hòa Bình đó anh. Nhưng mà có thể anh nói đúng, tuần này em chưa thấy ông ta xuất hiện. Có thể là đã bị ngài kia quay lại phản chủ, quật chết ông ta rồi cũng nên. Tuần lúc này liền nói, chứng cứ trong tay của anh cũng nhiều rồi, có thể cung cấp cho cảnh sát để họ bắt Dương bất cứ lúc nào. Nhưng anh không thể tự mình làm việc này, bởi nếu bây giờ anh tự mình cung cấp cho cảnh sát những chứng cứ này thì khả năng bị Dương phát hiện là cao. Kế hoạch của anh sẽ đổ sông đổ bể. Vì vậy anh cần cô giúp, phải mang những cái thứ này anh cung cấp cho cảnh sát để họ bắt hắn. Phượng gật đầu đáp, anh cứ để em lo việc đó. Anh phải cẩn thận, giờ không dễ đối phó đâu. Tôi đứng dậy nói trước khi rời khỏi quán cà phê, cậu cũng phải thận trọng đó. Hiện giờ anh không cần cô điều tra gì thêm. Nhiệm vụ của cô bây giờ là mang chứng cứ anh thu thập được suốt thời gian qua cho phía cảnh sát. Xong việc thì cô rút về nghỉ ngơi, chờ ngày anh em ta mở tiệc ăn mừng. Dừng cho bán căn biệt thự trong bí mật, các không tin tưởng ai ngoài chính bản thân của mình. Nhiều lần nhìn thấy Hải hiện về, Dừng không thể ở trong ngôi biệt thự thêm được nữa. Việc xảy ra với Hải là việc mà Dừng tính toán rất kỹ từ lâu. Năm đó Dương được Hải tin tưởng tuyệt đối, không một chút đề phòng. Thông tin gì cũng để Dương biết. Hắn luôn có mặt trong các cuộc họp quan trọng của Hải. Và chính nhờ đó Dương âm thầm móc nối với các đại ca trong đường dây buôn bán chất cấm để dễ dàng làm việc sau này. Sau khi bán đứng Hải khiến đại ca của mình phải nhận mức án cao nhất là tử hình. Ngoài mặt Dương cố gắng chứng tỏ rằng hắn không đụng tay tới chất cấm, nhưng lại âm thầm thực hiện những phi vụ rất lớn với cái đầu lạnh của mình. Nhiều lần hắn đã thành công kiếm về một số tiền khổng lồ, đủ để cho hắn ăn chơi cả đời mà không hết. Phiền Hải hiện ra nhiều lần trong đêm, làm tinh thần của Dương trở nên suy sụp. Hắn giao hết công việc lớn nhỏ cho Tuân xử trí, còn bản thân hắn thì lui về căn nhà mới mua được để trốn tránh linh hồn của Hải. Nếu không có việc gì thực là quan trọng, Dương ở lì trong nhà chứ không đặt chân ra ngoài. Cái gì? Chứ mày không tìm thấy ông thầy, có chắc không? Tên đàn em đứng trước mặt của Dương run rẩy đáp, chắc anh ạ. Em tìm rồi nhưng ngoái biến mất, như thể là bốc hơi khỏi trái đất này vậy. Dương đập mạnh tay xuống bàn, hắn liền quát, bọn vô dụng chúng mày, một lão già tìm không xong. Ta không cần biết chúng mày làm gì, trong vòng 24 giờ phải mang lão về đây cho tao. Tên đàn em vâng dạ lui ra ngoài. Dương ngồi trong nhà với một gương mặt hoang mang. Bộ dạng này của hắn không khác gì đã rơi vào giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư quái ác. Anh Dương, thằng tôi đến tìm anh. Dương đang ngồi thì đứng bật dậy. Hắn hỏi tên đàn em vừa chạy vào báo, sao? Nó đến tìm ta có việc gì? Nó có nói hay không? Nó nói là gọi cho anh không được, cho nên nó đến tận đây. Dương nhìn chiếc điện thoại của hắn trên mặt bàn, nhận ra đang hết pin từ lúc nào. Hắn gật đầu nói với tên đàn em, được, cho nó vào đi. Vâng ạ. Tân đi vào bên trong, đến trước mặt Dương thì nhận ra bộ dạng của hắn lúc này trông thật tệ hại. Một gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Phải chăng hắn không thể ngủ được? Vì theo Tuần biết, Hải đã nhiều lần hiện về với Dương. Đây là lời đồn của mấy tên đàn em của Dương. Nhưng Tuần tin rằng đó là thật chứ không còn phải là lời đồn. Bởi chính anh cũng từng nằm mơ thấy Hải tìm về. Ông anh tới đây sao không có xe đàn em báo trước một tiếng? Đợt này cảnh sát đang làm căng đấy. Ông anh tự mình đến đây xem ra không an toàn lắm. Cậu sợ gì chứ? Không phải ngôi nhà này chính là nơi cậu ẩn nấp hiệu quả. Cảnh sát làm sao mà vào được trong này? Bên ngoài cậu có máy quay chạy bằng cơm nhiều đến mức đếm còn không hết. Cảnh sát có tàng hình cũng khó vào trong đây. Sừng đi lấy chai rượu và hai cái chén nhỏ, quay lại ngồi xuống trước mặt Tuân. Hắn điềm tĩnh nói, anh Tuân nói quá rồi. Dù sao thì thời điểm này cũng đang rất nóng, không để cao cảnh giác sao được chứ.
Anh Tuân thấy thằng em nói có phải không? Tôi nhận lấy chén rượu mà Dương vừa đưa tới rồi đưa lên miệng uống. Anh đặt chén xuống bàn rồi nói lên từng chữ. Nói cũng phải. Không chỉ cảnh giác cảnh sát mà còn cả người chết nữa, có phải không? Dương sửng sốt khi nghe câu hỏi đột ngột của Tuân. Mặt của hắn biến sắc trắng bệch như một xác chết. Anh nói vậy là sao anh Tuân? Tuân liền cười đáp. Chứ cũng khéo che giấu thật. Anh nghĩ không biết chú Hải chết nhiều người vậy đâu. Có khi họ hiện về trước mặt chú trong bộ dạng toàn thân là đầy máu. Dương bấy giờ liền hỏi. Hôm nay ông anh ăn nhầm cái gì vậy? Sao toàn nói những cái chuyện không đâu thế? Tuân liền lạnh lùng đáp. Mày đừng giả bộ nữa. Ta nắm rõ hết bí mật của mày rồi. Có thể trước đây trong mắt mày ta không là gì. Nên khi Hải chết đi, mày dám gan to tẩy trời lén phén với cả vợ tao. Cắm sừng tao trong cả một thời gian dài. Kể ra thì mày cũng giỏi đấy. Hải chính cả người cứu mang mình trong lúc khó khăn nhất. Thằng Hải đúng là có mắt như mù. Khi nhận một thằng lòng lang dạ sói như mày làm em nuôi. Dương bằng hoàng không ngờ Tuân trở mặt vào ngay lúc căng thẳng này. Hắn quay người mở ngăn kéo lấy con chó lửa đưa tới trước mặt của Tuân rồi nói như quát. Thằng chó, mày tính trở mặt với thằng Dương này à? Mày không muốn chết thì mẹ mồm đi. Tuân liền cười khẩy. Chị em đừng có nóng nảy như vậy thiệt thân đấy. Đàn em của chú mày đừng anh sai đi hết rồi. Nhân tiện anh cũng nói, con chó lửa trong tay chú mày không sử dụng được đâu. Chú mày không tin là anh cứ thử bóp cò đi. Giờ ngày mắt phừng phừng lửa giận, hắn nhắm thẳng vào chó lửa vào mặt của Tuân mà nghiến răng cùng với đó là bóp cò, nhằm tước đoạt mạng sống của Tuân ngay tức khắc. Thế nhưng không ngờ chó lửa trong tay của hắn lúc này chỉ là vật trang trí. Mẹ kiếp thằng khốn nạn, mày vào đây bằng cách nào để mà lấy hết đạn trong súng của tao vậy? Tuân liền bật cười thành tiếng anh bảo. Cái việc đó à, có gì khó khăn? Tao chỉ cần bỏ tiền ra là mấy thằng đàn em của mày lập tức làm những việc mà tao muốn mà. Có phải công nhận là cái cách mày từng làm với tao và tao thấy cũng hiệu quả khi tao sử dụng với đàn em của mày đấy. Mày... Tuân đứng dậy lạnh lùng nói. Tao không đùa với mày nữa. Lần này tao đến đây để thông báo cho mày biết. Ta đã đem toàn bộ chứng cứ phạm pháp của mày giao cho cảnh sát. Hai xe bạc lớn của mày hiện giờ có thể cảnh sát đã vào việc rồi. Tiếp theo đây tao nghĩ mày không nên ru rú trong nhà này. Nên ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật đi. Vậy nhé, tự lo cho mình đi. Mày hại chết Hải, hại chết vợ tao. Mặc dù con đàn bà đó có lỗi với tao đi chăng nữa, trên danh nghĩa tao với nó vẫn là vợ chồng. Mày hại nó là một việc mà tao không tha thứ được. Nhưng mà tao vẫn cho mày lựa chọn. Một là mày đầu thú, hai là tự vẫn. Mày tự chọn đi. Tôi nói rồi rời khỏi ngôi nhà. Anh lần lượt sẽ bỏ đi hết những lá bùa mà Dương cho người dán trên cửa sổ, cửa ra vào. Khi những lá bùa được xé bỏ, từ ngoài gió thổi vào trong nhà mỗi lúc một nhiều một lớn. Và rồi hai bóng trắng dần hiện ra trước mặt của Dương, làm cho hắn kinh hãi há miệng cứng họng, không thể nói được lời nào. Tuân lên xe chưa kịp nổ máy thì một tiếng nổ động trời vang lên. Tiếp theo đó là một ngọn lửa bừng bừng nuốt trọn đến toàn bộ ngôi nhà. Trong tiếng lửa cháy kia, Tuân nghe thấy tiếng cười của một người đàn bà. Tiếng cười thỏa mãn sự trả thù và tiếng cười đó đối với Tuân thật quen thuộc. Tuân quay mặt đi khẽ thở dài một tiếng rồi nổ máy cho chiếc xe lăn bánh, bỏ lại phía sau là căn nhà trong biển lửa. Cứu hỏa và cảnh sát có mặt với nhau sau đó không lâu. Thế nhưng việc dập tắt ngọn lửa oán hận kia là việc không dễ dàng vì đêm này gió lớn nổi lên bất thường. Phải mất hơn 2 giờ thì ngọn lửa mới được dập tắt. Họ phát hiện ra một xác người cháy đen trong tư thế quỳ trên đất. Dương chết đi, những tay anh chỉ khác trong đường dây buôn hàng cấm của hắn đều lần lượt xa lưới. Cảnh sát triệt phá đến tận cuối cùng và kết thúc chuyên án thành công mỹ mãn. Trong một nhà hàng sang trọng sau 48 giờ đường dây buôn bán chất cấm được triệt phá, Tân ngồi ăn với Phượng trong tâm lý thoải mái. Cả hai đưa chén rượu lên chúc mừng. Chúc mừng anh trả thù được cho anh Hải và chị dâu. Đừng nói như vậy. Cái gì mà trả thù chứ? Đây chỉ là thuận theo ý trời hành xử thôi. Còn nói anh trả thù không khéo lại dán trên cái tội phóng hỏa giết người đấy. Cái tội này lớn lắm, anh không gánh được đâu. Anh cũng gớm thật đó. Làm sao mà anh tìm được ông thầy pháp đó vậy? Tuân mỉm cười rồi đáp. Không phải em đã nói rồi thôi. Thứ ba hàng tuần là cái thằng Dương sai đàn em của nó đi đón ông ta về. Anh thuê thám tử tư đi điều tra nơi ở của lão thầy pháp kia. Ngay khi biết tin nơi ở của lão, anh đã âm thầm đến đó.
dọa cho lão một phen hú hồn, cho lão một khoản tiền, ép lão ra cảnh sát đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cậu thấy sao hả? Phương liền cười rồi đáp. Anh đúng là cao thủ. Thế bây giờ anh và em chỉ ăn mừng mỗi việc Dương gặp quả báo và tên thể pháp kia sợ quá mà nhận tội hay sao? Tôi liền đưa tay tới nắm bàn tay của Phượng, làm cho cô đỏ bừng vì ngượng. Tuần bấy giờ liền bảo, còn một việc quan trọng nữa, đó chính là em có bằng lòng từ giờ làm bạn gái của anh không? Nghe câu hỏi của Tuân làm cho Phượng mừng tới bật khóc. Cô ôm chặt lấy anh và trong lòng vì nguyện vọng lớn nhất của cô đã trở thành hiện thực. Tình yêu của cô dành cho Tuân suốt những năm tháng qua cuối cùng cũng được hồi đáp. Cả hai dắt tay nhau rời khỏi nhà hàng, tung tăng dạo chơi trên đường phố vắng người qua lại. Dưới ánh trăng sáng vòng vòng chiếu xuống, đôi tình nhân đang tràn ngập hạnh phúc, đang nắm chặt tay nhau, nguyện kiếp không rời kia, mở đầu cho những tháng ngày hạnh phúc sau này. Tân ở bên Phượng hơn 2 năm rưỡi thì kết hôn. Cả hai có với nhau 2 bé, một trai một gái. Công việc của Tân bây giờ đã ổn định. Anh có một công ty lớn, có những mối quan hệ chất lượng. Và hơn hết anh có được một người vợ tuyệt vời, một hậu phương vững chắc ở phía sau, giúp anh không ngại tương lai khó khăn đang chờ đợi trước mắt. Bởi vì cần ở bên Phượng và các con, khó khăn thế nào mà không thể vượt qua được đâu. Ngồi trên ghế ngắm nhìn vợ và các con chơi đùa trước mặt, trên gương mặt từng trải của Tuân lại hiện hữu một nụ cười để mãn nguyện. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.